Cách đây 4 năm, Nguyễn Tư Khang 10 tuổi, trú xóm 1 xã Thanh Hương, Thanh Trương, Nghệ An, bắt đầu có những dấu hiệu bất thường về sức khỏe khi bị ngứa, xuất hiện những mảng da màu đỏ kéo dài từ ngực xuống chân, nổi hạch sau thái dương. Đưa con đi viện, chị Hiền được bác sĩ thông báo Khang có vấn đề về máu. Bác sĩ gọi vợ chồng tôi vào thông báo cháu bị ung thư máu giai đoạn cuối rồi. Tôi suy sụp, choáng váng, con tôi mới có 6 tuổi thôi mà, cháu đang khỏe mạnh sao lại ung thư giai đoạn cuối được. Hai vợ chồng chỉ biết ôm con mà khóc. Đến giờ cháu vẫn không biết mình bị ung thư, chị Hiền nghẹn ngào. Cháu ở nhà là cháu ngoan ngoan lắm, lề phẹp ai không đeo cả. Không khỏe mạnh nữa là tự nhiên cân bệnh ấp đệ nữa là gia đình choáng váng không nào đeo được. Giữ được bình tĩnh. Thỉnh thoảng đấy là cháu ví dụ như trả trời là nóng quá hay nắng là cháu vẫn thường xuyên là nốn nó mạo thì thớn chảy nó mùi thì nó chảy nó mùi thì rất là nhiều. Như đợt vừa rồi đấy là chảy là cả ngày cả đêm nó phải là gần 20 lần. Từ hồi Khang bị bệnh, kinh tế gia đình sa sút. Những lúc con không phải chuyển hóa chất, anh Nguyễn Tư Ánh 40 tuổi đi phụ hồ cho nhóm thợ trong xã. Công trình của anh Ánh nằm sâu trong núi nên tuần một lần người bố mới trở về nhà. Những hôm Khang bớt sốt hay bớt khó chịu trong người, chị Hiền nhờ bố mẹ chồng trông nom, nhờ hàng xóm chở hai đứa con nhỏ đi học, còn mình cũng tranh thủ đi làm thuê cho một cơ sở chế biến chè trong xã. Cũng bởi không có tiền nên chị Hiền không thể đưa con đi tái khám và điều trị định kỳ theo chỉ định của bác sĩ mà chỉ mua thuốc điều trị ở nhà. Mỗi tháng, chỉ riêng tiền thuốc của Khang đã tốn 9 đến 10 triệu đồng, số tiền này đối với gia đình chị Hiền cũng đã là quá sức khi nợ nần từ mấy năm qua vẫn chưa trả nổi.